Hôm nay tâm trạng của ta hơi tốt. Ta tốt với cô một chút ha. Đây đúng nghĩa một phu quân đúng chuẩn. Thật ra tiểu thư bị sao vậy chứ? Không được, ta phải đi xem thử. Tiểu thư bị sao vậy chứ? Sao ta càng nhìn càng thấy không ổn? Ai? Theo ta. Nhạc phụ, bên đây. Tống Thành Thu, ngươi có biết là ta đợi ngày này vất vả ra sao hay không? Hồng Hồng cho ngươi cơ hội để ngươi làm hiền tế của ta, không ngờ là kẻ lòng lang dạ sói như ngươi lại đòi quỷ hôn, khiến cho con gái ta đau lòng. Còn hại bổn đồ đốc mất hết thể diện. Bây giờ xem ngươi trở thành tù nhân của ta. Tống Thanh Thu, ngươi nói đi, bổn đồ đốc nên xử lý ngươi ra sao? Muốn giết cứ giết, cần gì nhiều lời. Mạng của ngươi đang nằm trong tay của bổn đồ đốc, đưa ngươi đi gặp Diêm Vương là chuyện sớm muộn thôi. Có điều trước khi làm như vậy, bổn đồ đốc phải lột da róc xương của ngươi, từ từ hành hạ ngươi, như vậy ta mới hả giận. Nè, ta hỏi ngươi, cha ta đâu? Vừa rồi cô gia ra ngoài đi thủy lao thẩm vấn Tống Thanh Thu rồi. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế có thỉnh cầu hơi quá. Chuyện gì? Nói đi.
Tiểu tế được nhạc phụ đề bạt, con gả Hồng Hồng cho con, quả thực con không mong cầu gì hơn. Nhưng mà Tống Thanh Thu giết người vô số, ngay cả cha của con cũng chết trong tay của hắn, nên xin nhạc phụ đại nhân giao hắn cho con xử lý có được không? Con muốn đối phó hắn sao? Đương nhiên là một kiếm giết chết hắn rồi. Dùng đầu lâu vào máu của hắn tế bái cha của con ở trên trời. Không được, trước khi chưa tìm được tiên hiệp kiếm, không thể giết hắn. Lan Trung Nhạc, tự tay ngươi giết hại Hà đại nhân, Hà phu nhân, tay ngươi đã dính đầy máu tươi. Lương tâm ngươi đi đâu rồi? Lương tâm mà? Ngươi không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu? Ta là quan, ngươi là cướp. Ngươi đã bị bắt rồi, dựa vào đâu nói lương tâm với ta chứ? Kẻ phụ tịch vô liêm sỉ ngươi, đúng là ông trời có mắt để ngươi rơi vào tay của cha ta. Ta phải tự tay giết chết ngươi. Hồng Hồng, không được giết hắn. Cha, cha là người hiểu con nhất, chắc cha biết con đau lòng ra sao mà. Xin cha để cho con giết hắn đi. Lẽ nào cô đau lòng vì hắn hay sao hả? Có phải là cô vẫn còn chưa dứt tình với hắn không? Ta không còn tình cảm gì với hắn. Sau khi chúng ta thành thân, cô vẫn luôn không ngó ngàng gì tới ta. Hôm nay ta vừa bắt hắn trở về đây, cô liền lập tức qua đây đòi người. Chứng tỏ là trong lòng cô chỉ có hắn, không có ta. Người rõ ràng vô quan cho ta. Hồng Hồng. Cha. Hiền Nhi, bây giờ không phải lúc nói chuyện tình cảm nam nữ. Nó chỉ vì muốn trả thù, con không nên nghĩ nó như vậy. Nhạc phụ đại nhân, lâu nay tiểu tế nhẫn nhịn không nói với người, người giống không biết lúc ở riêng cô ấy có thái độ gì đối với con đâu. Phải nói chẳng khác gì không có phu quân này. Từ lâu con đã nghi ngờ, trong lòng cô ấy trước giờ vẫn chưa quên được Tống Thanh Thu. Âu Dương Hiền, người nghi ngờ ta sao cũng được, người không được nói chuyện với cha ta với thái độ như vậy. Cả nghi ngờ của ta cô cũng không quan tâm sao? Xem ra hôm nay ta không dạy dỗ cô còn chưa biết cách tôn trọng phu quân. Âu Dương Hiền, nói chuyện phải biết nặng nhẹ. Ngươi dám ở trước mặt ta nói với con gái ta như vậy sao? Tiểu tế không dám, nhưng thê tử không hiểu chuyện, làm phu quân thì nên dạy dỗ cô ta tử tế, nếu không ra thể thống gì. Chuyện này không phiền nhạc phụ đại nhân can dự nữa. Ngươi nói cái gì chứ? Âu Dương Hiền, tốt nhất ngươi xin lỗi cha ta đi. Ngươi nên xin lỗi là cô đó, đồ đê tiện. Ta ra, đám cẩu tặc các ngươi. Đừng nhiều lời, nếu không ta không có sáu. Người bao vây hai bên, những người khác theo ta. Dạ. 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 Đứng lại. Đứng lại. Đuổi. Tống Thanh Thu, hay là chúng ta hợp tác đi. Ngươi thấy sao?
Ta với ngươi không phải người cùng đường, sao phải hợp tác với ngươi chứ? Nếu ta nói kẻ thù của chúng ta là một thì sao? Ý ngươi là sao? Ta muốn ngươi giúp ta giết chết Lan Trung Nhạc. Ngươi muốn giết nhạc phụ của ngươi? Lan Trung Nhạc chính là người áo đen. Hắn đã cướp Tiên Hiệp kiếm, giết đám người Liễu Nhất Đao rồi giá quà cho ngươi. Cũng có nghĩa là Lan Trung Nhạc mới là thù giết cha ta. Dựa vào đâu mà ta tin ngươi chứ? Bây giờ ngươi tin ta rồi chứ? Vì trả thù cho cha của ta, ta thà thả mảnh hổ là ngươi về rừng. Bây giờ xem ngươi có đồng ý cùng ta trở về tìm Lan Trung Nhạc, như vậy mới có thể làm rõ được chân tướng sự việc. Chăm sóc Hồng Hồng để ta đối phó với hắn. Dạ. Tống Thanh Thu, không ngờ nội lực của ngươi cao thâm như vậy, cả dây xích cũng không trói được ngươi. Ta hỏi ngươi một câu, giết hại các trưởng môn, giá họa cho ta, có phải là ngươi không? Đừng nói năng lung tung. Ngươi vì muốn thoát tội, muốn giá họa cho ta, chết đi. Cha. Đừng qua đó. Ảnh Nhi, con ăn chút gì đi. Con nuốt không trôi. Mẹ, con rất lo cho Tống đại ca, không biết quên ấy sao rồi. Ta nhịn nhục lâu nay không phải là vì một đau này hay sao? Lan Trung Nhạc, người đã giết chết phụ thân của ta, còn quay ta như là trong trống. Hôm nay ta phải trả thù cho phụ thân của ta. Tranh sân của độc hổ không sai. Đau này ta trả cho người thay phụ thân. Âu Dương Hiên, sự người đang tại cho cha của ta. Tránh ra. Hồng Hồng. Hồng Hồng. Hồng Hồng. Tiên Hiệp kiếm.
Tăng Hiệp Kiến. Quả nhiên Tiên Hiệp Kiến trong tay ngươi. Ngươi chính là hung thủ giết hại trưởng môn các phái. Hôm nay ta bắt ngươi phải nợ máu trả máu. Lạc Trung Nhạc, nếu ngươi đã có Tiên Hiệp Kiến, tại sao ngươi còn giết chết cha của ta? Ông ấy đã bán mạng làm gì cho ngươi kia mà. Nếu như Tiên Hiệp Kiến ở trong tay ta, hai ngươi đều phải chết. Hồng Hồng, mau đi tìm Thương Tùng. Chỉ chết trụ đất đại nhân, mau truy bắt hắn về đây. Đuổi theo. Xong rồi. Cha, cha ráng một chút nữa, không sao đâu. Hồng Hồng, sau này cha e là không cách nào tiếp tục chăm sóc con nữa rồi. Không đâu cha, con còn chưa tận hiếu với cha. Cha không thể, cha không thể ra đi như vậy được. Cha đừng an ủi cha nữa. Cha biết rõ, cha không qua được đâu con à. Hồng Hồng, cha chỉ có một mình con là con gái. Sau này cha không còn nữa, con phải làm sao đây? Không đâu mà, cha chắc chắn sẽ không sao đâu. Con còn chưa tận hiếu với cha nữa mà. Cha sẽ không sao đâu, cha không sao đâu. Cha cũng không muốn chết đâu. Nghĩ lại cả đời cha dạo sinh ra tử vì hoàng thượng, vì triều đình, chỉ mong có thể chỉ dưới một người mà trên vạn người. Không ngờ là cho dù có được Tiên Hiệp Kiếm rồi cũng vẫn hoài công vô ích. Cha thật không cam tâm. Cha, Tiên Hiệp Kiếm sẽ ở trong tay cha được. Tống Thành Tu nói có thật không vậy? Những người bị Tiên Hiệp Kiếm giết có thật là cha làm không? Khi đó Tống Ninh Diễn rơi xuống vực sâu. Lúc cha tìm được ra hắn, hắn vẫn chưa chết, nhưng hắn đã mất hết công lực. Cha không tốn chút hơi sức nào đã đoạt được Tiên Hiệp Kiếm và kiếm cổ.
Nhưng mà cha hoàn toàn không ngờ được là thiên hiệp kiếm pháp đó quá mức mê hoặc. Cha tiện tay lực xem, lại bị kiếm pháp ảo diệu trong đó mị hoặc tâm thần nghi. Cha không hề phát hiện để Tống Ninh Diễn trốn thoát được. Lúc đầu thì cha chỉ muốn tìm hiểu quyền cơ trong thiên hiệp kiếm pháp, nhưng cha không ngờ kiếm phổ của thiên hiệp kiếm cao thâm khó dò. Cha bắt đầu tập trung tu luyện, công lực kiếm pháp ngày một tăng cao. Cha cầm thiên hiệp kiếm đó cải trang thành Tống Thanh Thu. Đầu tiên là giết môn chủ Cuồng Đao Môn Liễu Nhất Đao. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ của thiên hiệp kiếm. Cha, lẽ nào Cuồng Đao Môn, Ngọc Tiêu Cung và Bát Tiên Đường là cha? Cha muốn dùng thiên hiệp kiếm đó diệt trừ cao thủ của các đại môn phái võ lâm, đồng thời giá họa tội danh đó cho Tống Thanh Thu. Chỉ tiếc là cha hoàn toàn không ngờ được cha dày công suy tính như vậy vẫn chưa thể hoàn thành ủy thác của hoàng thượng diệt sạch các đại môn phái. Cha đã làm rất tốt rồi. Được rồi cha. Không, cha đã không làm tốt. Cha vì muốn hoàn thành giả tâm của mình đã giết rất nhiều người không nên giết, còn giá họa cho kẻ vô tội. Việc con yêu Tống Thanh Thu chắc chắn là báo ứng của cha đó. Còn dứt khoát, dứt khoát lấy huynh ấy. Còn nói bậy cái gì vậy? Con không có nói bậy. Khi huynh ấy thành nữ tế của cha, hoàng thượng cũng sẽ rộng lượng tha chết cho huynh ấy, phó triều đình bảo vệ, võ lâm cũng không dám gây rắc rối. Hoàng đường, con gì hắn như vậy có đáng không? Lấy ai cũng được, sao phải lấy tai họa chứ? Cha không cho phép. Nếu như hôm nay cha không nhận lời con, con sẽ chết tại đây. Dừng tay. Con cầu xin cha đừng nói nữa. Vì con ngu xuẩn không hiểu nỗi khổ tâm của cha, lại còn đem tính mạng của mình ra uy hiếp cha, mọi chuyện đều là lỗi của con. Con cầu xin cha tha thứ cho con. Cha không trách con, muốn trách chỉ trách mẹ con ra đi quá sớm. Cha luôn muốn bù đắp cho con thật nhiều, chiều con, thương con. Chỉ cần là thứ con muốn, cha đều hứa với con. Tâm nguyện duy nhất của cha chính là hy vọng con tìm được một người đúng như tâm nguyện của con, để con có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Vốn chỉ cha cứ tưởng Âu Dương Hiên có thể để con nương tựa cả đời, không ngờ là vẫn là cha đã hại con rồi. Cha ơi, đều tại con không tốt. Con không nên nghe lời dối trá của Âu Dương Hiền, để hắn thừa cơ hội ra tay với cha. Cha, là con đã hại cha.
Bây giờ con nói chuyện này còn có ích gì? Con nghe đi, con có còn nhớ trước đây lúc con nói muốn lấy Âu Dương Hiên, cha hỏi con đã nghĩ kỹ hay chưa? Con đã nói với cha ra sao không? Cha, sau này con sẽ không bướng bỉnh làm càn nữa, không gây rắc rối cho cha nữa. Con xin cha tác thành hôn sự của tụi con. Chỉ cần là con muốn, con hạnh phúc, cha mãi mãi ủng hộ con. Chỉ cần cha thấy vui, con cũng thấy vui theo. Con sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Con nhớ cha nhắc chuyện này làm gì? Hồng Hồng, trước nay con bị cha chiều hư rồi, hiếm khi có một lần chủ động lo nghĩ cho cha. Con không biết là lúc đó cha vui mừng biết bao. Cha biết là con đã trưởng thành rồi, không còn là tiểu cô nương nữa, có đúng không? Nếu như con đã trưởng thành rồi, từ nay về sau con phải bảo vệ bản thân thật tốt. Cha trăm phương ngàn kế vẫn không bảo vệ được cho con. Con phải hứa với cha, sau này phải tiếp tục sống thật tốt, tuyệt đối đừng có nghĩ quẩn, có biết không hả? Phải sống thật tốt. Con biết rồi. Vậy mới là con gái ngoan của cha. Cha, tổng tịch tù ở đó, đuổi theo. Dạ. Cha ráng nha. Cha, chúng ta ra ngoài, cha sẽ không sao đâu. Hay cho cảnh sinh tử ly biệt, cha con tình thâm, ta xem cũng rớt nước mắt luôn vậy đó. Sao hả? Các ngươi có thời gian đủ nhiều rồi chứ? Nói xong rồi thì cũng nên lên đường thôi. Âu Dương Hiên, ngươi dám giết hại cha ta, hôm nay ta phải giết chết ngươi. Hồng Hồng, con tránh ra. Hối cổ cha. Ta là phu quân của cô, sao có thể động tay động chân với ta vậy? Còn tưởng bản thân là đại tiểu thư của đô đốc phủ nữa hay sao? Ta nói cho cô biết, đợi cha cô chết rồi ta chính là đại đô đốc, mọi người đều phải nghe lời ta, cô cũng không ngoái lấy. Còn về phần ngươi, giao tiên hiệp kiếm phổ ra đây, không biết chừng ta còn có thể đưa thuốc giải cho ngươi. Với tu vi của ngươi, giải độc xong không chừng còn có thể giữ được mạng chó của ngươi. Được, ngươi qua đây, ta nói ngươi biết. Quick!
đã tìm được tiên hiệp kiếm và kiếm phổ của Âu Dương gia ta. Cha yên tâm, con nhất định luyện thành tiên hiệp kiếm pháp, xưng bá võ lâm. Ngươi cười cái gì? Ta cố tri ngu xuẩn, tiên hiệp kiếm pháp huyền ảo khó giải, ngay cả ta cũng chỉ luyện được 9 phần kiếm pháp. Âu Dương Hiên, ngươi đừng hòng xưng bá võ lâm. Tiên hiệp kiếm pháp là tuyệt học cái thế, 9 phần kiếm pháp cũng đã đủ rồi, ta còn gì phải lo lắng nữa kia chứ. Còn nữa, ngươi nói quá nhiều rồi. Qua mắt thợ sao? Không biết tự lượng sức mình, cô tưởng cô đối phó được với ta hay sao? Đúng là nực cười mà. Âu Dương Hiên, hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi. Lan Hồng Hồng, cô không có cơ hội. Cô không xem ta ra gì, vậy thì phu quân đây phải đạp cho cô dưới chân, từ từ hành hạ cô, khiến cô sống không bằng chết. Nếu như ngươi một lòng muốn giết chết cha ta, sao còn thành thân với ta làm gì? Quả nhiên cô là kẻ ngu ngốc. Ta lấy cô tất nhiên là để cho Lan Chung Nhạc tin tưởng ta, để có cơ hội giết chết hắn, trả thù rửa hận cho cha của ta. Ta nhất định phải bẩm báo lên hoàng thượng để người chém đầu tên súc sinh như ngươi. Vậy là cô nhắc nhở ta rồi. Vậy thì đừng có quán trách ta, hôm nay ta phải làm cô câm, xem cô làm sao bẩm báo với hoàng thượng. Tên Không, Hàng Phong đã tìm thấy Tống Tinh Thu chưa? Vẫn chưa. Còn cô? Chúng tôi cũng tìm không ra, tên khốn nó trốn đâu được, hoàn toàn không nhìn thấy. Bây giờ làm sao đây? Nếu mà để Phó Đô Đốc biết được, chắc chắn nổi trận lôi đình. Có bắt được Tống Tinh Thu hay không? Thuộc hạ tham kiến Phó Đô Đốc. Thuộc hạ vô dụng, để hắn trốn thoát rồi, xin Phó Đô Đốc trị tội. Không hề gì, sau này đi bắt hắn tiếp. Hôm nay bổn quan còn có việc quan trọng cần phải làm. Thương Tùng, người lập tức vào kinh cầu kiến với hoàng thượng, bẩm báo với triều đình nhạc phụ đại nhân bị Tống Thanh Thu giết hại. Còn nữa, Hồng Hồng vì không chịu đựng nổi, phụ thân của nàng ấy phải chết thảm trước mặt mình, chịu đả kích quá lớn, bây giờ thần trí trở nên không bình thường, cho nên ta giam nàng ấy ở trong phòng. Nếu không phải sợ nàng ấy làm chuyện dại dột, ta cũng không dùng tới hạ sách này đâu. Một khi ta lên làm võ lâm minh chủ,
sao còn phải nhìn sắc mặt của người khác chứ? Có phần lang đô đốc, phụ thân càng phải thay thế hắn ta. Tới lúc đó, đừng nói là triều đình, võ lâm, cả giang sơn này đều là vật trong tay của cha con ta. Cha, cuối cùng con đã trả thù rửa hận giúp cho cha, giết tên cẩu tặc Lang Chung Nhạc, đồng thời đoạt lại tiên hiệp kiếm và kiếm phổ của nhà chúng ta. Cha ở dưới suối vàng có hay, chắc chắn sẽ thấy an ủi, khen người con làm rất tốt phải không? Để con sớm ngày luyện thành tiên hiệp kiếm, tin là ở trên đời này không còn ai là đối thủ của con nữa. Tới khi đó chính là lúc con hoàn thành tâm nguyện của cha. Cha, con nhất định nỗ lực luyện công để Âu Dương chúng ta sớm ngày xưng bá võ lâm. Nhìn bộ dạng của cô làm ta nhớ tới con chó hồi nhỏ ta từng nuôi. Những lúc không có việc gì, nó thích nằm ườn ra nền đất, thật sự rất là dễ thương. Có nhiều lúc ta còn thích trêu ghẹo nó. Đúng là như vậy, cô giống hệt luôn đó. Ta còn nhớ là lúc đó nó ngoan ngoãn thì ta sẽ vuốt lông cho nó, còn nếu như không ngoan vậy thì phải chịu khổ rồi. Hồng Hồng, bây giờ cô có thân phận gì, đừng bắt ta phải nhắc nhở cô. Ta bóp chết cô dễ như bóp chết một con kiến. Cha cô đã chết rồi, bây giờ trong đô đốc phủ chỉ có ta lớn nhất bà thôi. Chắc chắn cô đang nghĩ tại sao lại có thảm cảnh như ngày hôm nay. Muốn trách thì trách cha của cô đó. Ai kêu ta hại chết cha của ta? Ta chỉ tiếc là ông ta chết quá nhanh, đành phải đòi lại từ chỗ của cô thôi. Ta giữ lại mạng chó của cô chính là vì muốn từ từ hành hạ cô, để cha cô dưới đất cũng không được yên ổn. Được rồi, đừng tốn công vô ích nữa. Ta thấy cả ngày cô không ăn gì rồi, chắc là đói rồi ha. Tới lúc phải ăn rồi, ta không muốn để cho cô phải chết sớm như vậy. Ơ trời, ta quên mất, tay chân cô đều bị trói rồi mà, sao có thể cầm đồ ăn để ăn được. Để ta dạy cô ha. Ăn, ăn đi, súc sinh đều ăn như vậy đó. Sau này mỗi ngày ba bữa cô đều phải ăn như vậy. Cô nên sớm làm quen đi là chưa. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Trần Công Công, từ xa tới đây vất vả rồi. Phó đô đốc có đây không? Mới sáng phó đô đốc đã đợi Trần Công Công rồi. À vậy được, chỗ ta vừa hay có đem thánh chỉ của hoàng thượng giao cho hắn.
Phụng Thiên thừa dẫn hoàng đế chiếu giết. Trẫm trọng hiền tài, nghe tin Ái Khanh chết thảm dưới tay kẻ gian vô cùng thương tiếc, nhưng đề phòng trong ngoài không thể chậm trễ, nên lệnh cho nữ tế Âu Dương Hiên kế thừa chức vị đại đô đốc, lập tức tiếp quản nhiệm vụ dẹp yên loạn giang hồ, nối lập công lớn, bố cáo thiên hạ xa gần điều hay. Khâm thử. Thần tiếp chỉ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Âu Dương đô đốc, quý phủ gặp chuyện chẳng lành, mong đô đốc cố nén đau thương. Đa tạ công công quan tâm, bổn đô đốc nhất định dốc hết sức mình diệt trừ giang hồ các phái, trả thù cho nhạc phụ đại nhân, cũng là báo đáp thánh ân của hoàng thượng. Nếu như người nói như vậy, mọi người cũng yên tâm rồi. Hay phải rồi, sao không nhìn thấy con gái của làng đồ đốc Lan Hồng Hồng ra đây tiếp chỉ? Chuyến này ta tới đây, hoàng thượng đã lệnh cho nô tài phải thăm hỏi cô ấy, không biết có thể gặp cô ấy hay không. Vậy nếu như là ý của hoàng thượng, tất nhiên là tại hạ đồng ý. Nhưng mà bây giờ Hồng Hồng gặp phải biến cố lớn, không khỏe trong người, ta nghĩ nên đi xem bệnh tình nàng ấy ra sao mới bẩm với công công. À, tại sao? Vậy chúng ta nên đi thắp nén nhang cho làng đồ đốc trước vậy. Đa tạ công công đã hiểu cho. Cô xem, bây giờ mới giống người chứ. Vừa rồi cô vừa dơ vừa hôi, bây giờ ta làm cho cô vừa xinh đẹp lại thơm tho nữa. Cô xem ta tốt với cô biết bao. Lát nữa gặp được Trần Công Công, đừng có nói lung tung đó, phải biết điều một chút đi. Cô biết rồi chứ. Sao lại quên mất? Bây giờ cô là người câm mà, làm sao mà nói được. Lát nữa gặp được Trần Công Công, ta nhất định phải nghĩ cách cầu cứu, vạch trần bộ mặt thật của Âu Dương Hiên. Cứ chờ mà xem tên cầm thú kia. Đừng tưởng là ta không biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu, muốn quay lại cắn ta một miếng à. Đừng có nằm mơ. Thương hiệu quý Hồng Hồng thật ra bị bệnh gì vậy? Không dám giấu, từ lúc Lan Đô Đốc đại nhân qua đời tới nay, tinh thần của tiểu thư hình như không bình thường lắm. Đúng đó, sau khi Đô Đốc qua đời, lâu nay tiểu thư được cô gia chăm sóc, cả cơm ngày ba bữa cũng là cô gia tự đem vào, cho nên tình hình cụ thể ra sao bọn thuộc hạ cũng không rõ lắm. À, vậy đúng là làm khó Âu Dương Đô Đốc rồi. Cậu ấy trọng tình trọng nghĩa như vậy, làng đồ đốc cũng xem như không nhìn lầm người. Cô còn trừng mắt nhìn ta, ta móc mắt cô ra đó. Cô gia, Trần Công Công tới. Trần Công Công, Hồng Hồng vẫn chưa thể rời giường, mong cô công lượng thứ. Đâu có đâu, có là ta đã làm phiền phu nhân nghỉ ngơi rồi. Không ngờ tiểu thư lại trở nên tiều tụy như vậy. Hồng Hồng tiểu thư, à không, nên gọi cô là đô đốc phu nhân mới phải, ta thật đáng chết. Phu nhân, cô vừa mới tân hôn đã gặp biến cố này, hoàng thượng dặn dò ta lần này qua đây nhớ là phải tới thăm hỏi cô. Làng đô đốc hết lòng vì triều đình, công lao của ông ấy hoàng thượng luôn ghi khắc trong lòng. Chỉ là người chết không thể sống lại, mong là phu nhân cố nén đau thương, sức khỏe là quan trọng hơn. Ta tin là triều đình nhất định sẽ bắt được Tống Thanh Thu, khi đó nhất định tra xét xử nặng hắn, mong là phu nhân yên tâm. Trần Công Công, hung thủ thật sự giết chết cha ta là Âu Dương Hiên, ông đừng bị Âu Dương Hiên lừa gạt nữa. Phu nhân,
cô có chuyện gì cứ nói đừng ngại, ta nhất định chuyển lời của cô tới hoàng thượng. Trần công công, công công không biết đó thôi, Hồng Hồng đã bị câm rồi, bây giờ có gì cũng không thể nào nói ra được. Ý đồ đốc nói vậy nghĩa là gì? Lúc Nhạc Phụ đại nhân bị giết, Hồng Hồng liều mình ra cứu, cổ họng bị Tống Thanh Thu đả thương nên bây giờ bị câm rồi. Thuộc hạ đang chết, không thể bảo vệ được tiểu thư và đô đốc đại nhân. Thuộc hạ đang chết. Đô đốc đại nhân tài thượng, Thương Tùng ở đây xin thề nhất định băm Tống Thanh Thu thành trăm mảnh, trả thù cho đại nhân và tiểu thư. Nếu như không hoàn thành, Thương Tùng chết không toàn thây. Thương Tùng, huynh đừng bị gạt nữa. Âu Dương Hiên mới là kẻ đáng chết. Thương Tùng, đứng lên trước đi. Chuyện bắt Tống Thanh Thu còn phải tính kế lâu dài. Tống Thanh Thu đúng là đáng ghét, không ngờ cả nữ tử yếu đuối cũng không tha. Phu nhân, xin cô yên tâm, ta nhất định xin hoàng thượng phái thêm binh lực cho Âu Dương Đô Đốc để giúp Đô Đốc sớm bắt được Tống Thanh Thu, trả thù cho cô và Lan Đô Đốc. Đa tạ công công. Nếu như vậy, phu nhân, cô chịu khó nghỉ ngơi cho khỏe, ta còn phải tranh thủ trở về bẩm báo hoàng thượng, không làm phiền cô nữa. Đô Đốc đại nhân xin cáo từ. Làm phiền rồi, tiễn công công giúp ta. Dạ. Trần công công xin mời. Đừng đi Trần công công, đừng đi. Muốn giở trò chứ gì? Muốn nói sự thật mọi chuyện cho Thương Tùng và Trần công công biết sao? Đừng quên là bây giờ cô là người câm, ta khuyên cô từ bỏ ý định đó đi. Bây giờ mọi thứ của cha cô là của ta, trong đó có cả tự do của cô. Sao hả? Cô không phục à? Hối hận không đối xử tốt với tướng công này sao? Nếu cô sớm làm tròn nghĩa vụ của một thi tử một chút, không chừng hôm nay ta còn tha cho cô một mạng. Có điều suy cho cùng thì hình như ta cũng chưa làm tròn trách nhiệm một người phu quân. Hôm nay tâm trạng của ta hơi tốt, ta tốt với cô một chút ha. Để đúng nghĩa một phu quân đúng chuẩn. Thật ra tiểu thư bị sao vậy chứ? Không được, ta phải đi xem thử. Yeah.
Thật ra tiểu thư bị sao vậy chứ? Sao ta càng nhìn càng thấy không ổn? Ai? Theo ta. Rồi sao? Cô gia đã dặn dò không cho ai tới gần phòng của tiểu thư. Nếu bị hắn bắt được, cô gia không tha cho huynh đâu. Cũng may là ta phát hiện sớm, nếu không. Dương Hiền, tên cầm thú nhà ngươi, ta nhất định không tha cho ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Ta phải giết ngươi. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Tại sao ta cứ có cảm giác gì đó không ổn? Phản ứng của tiểu thư quá kỳ lạ. Không đúng, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề rồi. Vì tiểu thư, ta nhất định phải điều tra cho ra ngọn ngành. Huynh vẫn ổn chứ? Từ lúc nãy vào phòng tới bây giờ, huynh không nói gì hết đó. Thật ra thì huynh đang nghĩ chuyện gì vậy hả? Hàn Phong, cô có cảm thấy là từ sau khi đô đốc đại nhân bị giết chết, hành vi của tiểu thư trở nên vô cùng kỳ lạ không? Còn nữa, vừa rồi sau khi Trần Công Công tới hỏi thăm, phản ứng của tiểu thư so với lúc trước hoàn toàn khác biệt. Ta đang nghĩ, có khi nào là cô gia đang che giấu chúng ta chuyện gì hay không? Cho nên ta quyết định, buổi tối hôm nay để cô gia ngủ say rồi, ta tới phòng tiểu thư để tra rõ ngọn ngành. Không được, nếu bị cô gia phát hiện, ngươi sẽ mất mạng đó. Ta nhất định phải đi. Vì tiểu thư, mạng của ta thì có đáng là gì đâu. Thuộc hạ tham kiến cô gia. Phải rồi, nếu như hoàng thượng đã hạ chỉ, sau này đừng gọi ta là cô gia nữa, cứ gọi ta là đô đốc đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Miễn lễ đi. Thật ra lần này ta kêu các người tới là có chuyện muốn dặn dò các người. Lát nữa bổn đô đốc sẽ bế quan để luyện công, sáng sớm ngày mai mới xuất quan. Trong thời gian này, an toàn của toàn phủ sẽ giao cho bốn người các ngươi toàn quyền phụ trách. Các ngươi phải tăng cường phòng bị, đặc biệt ngăn cấm bất cứ ai tới gần phòng của Hồng Hồng. Kẻ làm trái dù là lý do gì đều sẽ bị xử trảm. Ngoài việc này ra, trừ phi là có chuyện vô cùng cấp bách, nếu không tuyệt đối không được làm phiền bổn đô đốc luyện công. Nghe rõ hết rồi chứ? Dạ. Thương Tùng ca, huynh đợi đã. Có phải huynh muốn đi gặp tiểu thư? Cô gia vừa mới căn dặn không cho bất cứ ai tới gần phòng của tiểu thư, làm trái đều bị xử trảm. Lẽ nào huynh không nghe thấy sao? Ta biết chứ. Ta còn biết là hắn đang đóng cửa luyện công. Cô yên tâm đi mà, sẽ không ai biết chuyện này đâu. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy không ổn cho lắm. Nghe lời ta, đừng đi nữa. Hàn Phong, ta chỉ đi gặp cô ấy một lát rồi quay về, cô không cần phải lo đâu. Thương Tùng Cát. Thank you.
Hàn Phong, cô cứ đi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đợi ta gặp được tiểu thư rồi, ta lập tức quay về giải quyết cho cô. Cứ chờ ta. Thương Tùng ca, huynh đừng đi, đừng đi mà. Tiểu thư, là Thu Khả. Mấy ngày không gặp tôi, tại sao tiểu thư tùy tiện như vậy? Được, Thu Khả biết rồi. Ngồi xuống rồi nói chuyện được không? Hả? Ngồi xuống đi. Hả? Anh nào? Tiểu thư, thật ra là chuyện gì vậy? Hả? Này có liên quan tới cô gia sao? Giết! Cha! Cô nói là đô đốc đại nhân không phải bị Tống Thanh Thu giết chết, là Âu Dương Hiên giết sao? Chuyện này có thật hay không? Được. Thuộc hạ biết rồi. Đừng lo nữa. Có được không? Hả? Đúng là kỳ lạ. Đã tới giờ này rồi, Thương Tùng ca và Hàn Phong tại sao còn chưa ra đây đổi ca với chúng ta? Gần đây nhiều việc như vậy, chắc là bọn họ mệt quá nên ngủ quá giờ rồi. Hàn Phong thỉnh thoảng làm biếng còn có khả năng, nhưng mà Thương Tùng ca trước nay kỷ luật nghiêm minh, bình thường lúc đổi ca gác trước giờ chưa có gì bất thường hết. Ta lo lắng, hay là đã xảy ra chuyện gì? Nói cũng có lý đó. Nếu đã như vậy, chúng ta mau đi xem thử đi. Ừ. Cái gì? Tiểu thư, cô nói cô bị câm là bị cô gia hại sao? Âu Dương Hiên, tình khốn không bằng cả cầm thú kia, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.
Tiểu thư, cô không cần phải sợ. Thuộc hạ hứa với cô, chỉ cần Thương Tùng này còn sống ngày nào, tuyệt đối sẽ không để cho Âu Dương Hiên làm hại tới cô đâu. Bây giờ thuộc hạ cứu cô ra ngoài, để sắp xếp mọi chuyện xong rồi, chúng ta mới nghĩ ra cách vạch trần bộ mặt thật của hắn ta. Hả? Đi. Thương Tùng, ta nói ta muốn bế quan đi luyện công, ngươi liền tin sao? Ngươi đúng là ngu xuẩn. Xem ra hôm đó ngươi đứng nhìn trộm trong cửa phòng của Hồng Hồng cũng là ngươi rồi. Âu Dương Hiên, ngươi là đồ cầm thú. Đồ đốc đại nhân nhận ngươi làm nghĩa tử, còn hứa cả tiểu thư cho ngươi. Không ngờ ngươi lấy quán báo ân, biến cô ấy thành một người câm. Ngươi còn là ngươi không? Thì ra ngươi cũng đã biết hết rồi. Vậy thì ta cũng không có gì phải giấu nữa. Có điều ta phải bổ sung một chút. Ta giết chết Lan Chung Nhạc là vì hắn giết hại cha của ta, đoạt tiên hiệp kiếm nhà của ta. Ta làm Hồng Hồng thành câm là vì ta không muốn cô ta nói ra sự thật mà thôi, tránh để hại kẻ ngu xuẩn vô tội giống như ngươi. Thương Tùng, xem ra thì hôm nay ta phải lấy mạng chó của ngươi rồi. Không cần nhiều lời, ai lấy mạng ai còn chơi biết đâu. Cứ trả tay đi. Tiểu thư, chạy trước đi, đừng hòng chạy thoát. Hàng Phong, Hàng Phong, Hàng Phong, Hàng Phong, Hàng Phong, Hàng Phong. Nè, cô đi đâu vậy? Ai điểm nguyệt cô vậy? Nè, cô đi đâu? Tiểu thư, tại sao không chạy chứ? Hắn cầm tiên hiệp kiếm trong tay, chúng ta không đánh lại hắn đâu. Nếu như ngươi đã biết tiên hiệp kiếm trong tay của ta, ta sẽ dùng đó để tiễn ngươi một đoạn. Cô gia, xin người đưa tay. Lan Chung Nhạc thật không dạy dỗ các ngươi tử tế rồi, kêu các ngươi đừng qua đây. Các ngươi khăng khăng muốn cùng qua đây để chịu chết. Xem ra hôm nay ta không giết chết tất cả các ngươi, vị trí của bổn đô đốc không thể ngồi yên được. Thương Tùng ca, Hàng Phong, chẳng phải ta đã điểm nguyệt cô rồi sao? Sao cô còn qua đây nữa? Huynh gặp nguy hiểm, sao ta không tới được? Cô gia, Thương Tùng ca, vì tiểu thư mới liều chết tới đây, xin người tha cho huynh ấy đi. Hàng Phong, đừng cầu xin tên cặn bã này mà. Làng đồ đốc bị hắn giết chết, tiểu thư cũng bị hắn hại câm. Cô đứng lên đi. Huynh vừa nói gì? Ta phải giết ngươi. Ôi cha. Thương Tùng, ngươi đúng là nhiều lời. Nếu như bây giờ cả Hàng Phong cũng biết rồi, vậy thì không muốn các ngươi phá hỏng kế hoạch của ta, đành phải tiễn các ngươi xuống mộ thôi. Thì ra hắn mới là người giết đô đốc. Ai? Hối. Vội vàng như vậy, muốn đi đâu sao? Đô đốc đại nhân, chúng tôi không nhìn thấy gì hết, cũng không nghe thấy gì. Chúng tôi trọn đời trọn kiếp chỉ trung thành với đô đốc đại nhân, xin đô đốc đại nhân khai ân. Ồ, tiểu thư, Thương Tùng vô dụng, không thể bảo vệ được tiểu thư, không thể cứu cô ra ngoài được. Xin lỗi tiểu thư, xin lỗi. Thương Tùng ca, Thương Tùng ca, Thương Tùng ca. Hàng Phong,
đã từng 5 lần 7 lượt bị thương chị ta. Không ngờ là quả thật ta đã hại ta bằng lòng thương Tùng ca. Ta tình nguyện làm mọi chuyện gì quý. Hàng Phong, tâm tư của cô thương Tùng ca hiểu rõ. Ân tình này của cô ta đành hẹn kiếp sau để trả. Thương Tùng ca, thương Tùng ca, thương Tùng ca, thương Tùng ca. Nè ngươi, tiểu thư, không phải các người muốn trung thành với ta sao? Bây giờ cho các ngươi cơ hội, mỗi người một tên, giết chúng chứng minh lòng trung thành đi. Còn lệ mề gì nữa, muốn bồi tán với chúng sao? Rút kiếm! Dạ. Đừng mà. Giết chúng đi, đừng lãng phí thời gian. Cô hài lòng rồi chứ? Thương Tùng người trung thành nhất đối với cô, bây giờ hắn cũng đã chết rồi, còn ai sẽ tới cứu cô nữa chứ? Cô cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi. Nếu như tâm trạng của ta tốt, không chừng sẽ qua đây để chơi đùa cùng với cô, tìm vài trò vui đó. Sao vậy cô hoài mà cô không biết điều vậy hả? Ta nghe người ta nói, nếu như chó nuôi trong nhà khôn ngoan thì phải mạnh tay với nó một chút, để lại vài ký hiệu cho nó. Như vậy hễ nó nhìn thấy ký hiệu, nó sẽ nhớ chủ nhân của mình là ai. Ta đang suy ngẫm, với người mà nói chắc là cũng như vậy rồi. Ta nể mặt cô, cô không muốn, vậy ta khiến cô không còn mặt mũi gặp ai. Lan Hồng Hồng, ngày tháng sau này còn rất là dài, tốt nhất cô hãy chuẩn bị tâm lý, ta sẽ không dễ dàng tha cho cô đâu. Hãy
Ha ha ha!